chúng em đã từng đạt 3 huy chương vàng, 2 huy chương đồng và 1 huy chương bạc. Hôm nay chúng em đến với Hồ Tuấn Quang, chúng em rất vinh dự và tự hào là chúng em đã từng đạt tứ giải cấp cao của quốc gia và quốc tế. Chúng em ở trên đầu xe, hai muốn liên hệ xin báo qua xe số 0900